Trận đấu giữa U19 Myanmar và U19 Việt Nam đã bắt đầu. Ở hiệp 1 của trận đấu này thì các thủ của chúng ta mặc trang phục áo trắng quần trắng và thi đấu ở màn ảnh bên trái của quý vị. Đình Bắc, quả tạt, Quốc Việt. Bàn thắng đã được mở cho U19 Việt Nam từ rất sớm. Phút thứ 3 của trận đấu và Quốc Việt đã có bàn thắng. Cú đánh đầu cực kỳ ấn tượng của Quốc Việt, người đã có được cú đúp trong trận đấu với U19 Philippines. Một khởi đầu như mơ với các học trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam. Và đó là một pha tấn công đặc sắc của U19 Việt Nam, với một đường triển khai ở biên rất chuẩn mực. Nhìn bàn thắng này của U19 Việt Nam, chúng ta nhớ tới những gì mà U23 Việt Nam từng có ở SEA Games cũng như là giải U23 châu Á, với những đường tạt từ cánh trái vào. Một quả tạt rất chuẩn mực. Cơ hội, Văn Trường móc bóng, vẫn còn Khuất Văn Khang. Một bàn thắng rất đẹp. Tất cả những cầu thủ tốt nhất của U19 Việt Nam đã đóng góp vào bàn thắng vừa rồi. Khuất Văn Khang đã bàn thắng thứ 2 ở giải U19 Đông Nam Á năm nay. Một cú đá rất gọn bằng chân trái. Rất hợp lý, chính xác và bài bản. Đó là những gì mà các trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam đã thể hiện ở những bàn thắng của họ ở trận đấu này. Những cú dứt điểm cuối cùng đều là những cú dứt điểm đẳng cấp. Nếu như cú đánh đầu của Quốc Việt là một cú đánh đầu cực kỳ gọn gàng về phía góc xa, thì cú đá vừa rồi của Khuất Văn Khang là không thể cản phá. Khuất Văn Khang rất điệu. Đánh đầu! Lại là Quốc Việt. Cú đúp thứ 2 của Quốc Việt ở giải đấu năm nay. Nhưng một lần nữa người ta lại thấy dấu ấn của Khuất Văn Khang, người mang áo số 10, mang bằng đội trưởng của U19 Việt Nam, với một pha xử lý rất điệu đà và đường truyền tuyệt vời. Quả chuyền bóng quá chuẩn mực của Khuất Văn Khang. Một điểm rơi hoàn hảo để Quốc Việt có thể tung ra cú đánh đầu thứ 2 thành bàn ở trận đấu này. 3-0. Nguyễn Thế In dứt điểm rất khéo léo, và đó là bàn thắng của đội trưởng Lam Minh Huy. Sau rất nhiều nỗ lực ở trận đấu này thì Lam Minh Huy đã có được một bàn thắng. Đó là một sự tưởng thưởng xứng đáng cho những sự cố gắng của cầu thủ mang số 10 bên phía U19 Myanmar. Một pha dứt điểm cũng khá nhạy cảm và đẳng cấp của Minh Huy. Vậy là cuộc đối đầu giữa U19 Việt Nam và U19 Myanmar đã khép lại. Thắng lợi thuộc về các học trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam.